Cuồng Vương La Hầu, người có chiến lực mạnh nhất Atula. Chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh của La Hầu thông qua việc đánh cho Đế Tích Thiên phải vứt lại thanh kiếm để bỏ chạy, bón hành vào mặt Tôn Ngộ Không và chém vỡ bất diệt kim thân của Như Lai. Vậy thì sức mạnh của La Hầu đến từ đâu? Các bạn hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu quá khứ cùng sức mạnh của La Hầu nhé! Atula và Thiên Thần đã có cuộc chiến tranh kéo dài ngàn vạn năm chưa từng dừng lại. Thiên Thần rất mạnh, nhưng Atula lại hiếu chiến và quật cường. La Hầu từng có tên là Hữu Ngư, hắn sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, có một người bạn thân tên là Thời Vũ và một người tỷ tỷ vô cùng quan tâm. Nghĩa phụ lại là tù trưởng của một bộ tộc, sở hữu sức chiến đấu rất mạnh. Ngược lại, La Hầu lại có dáng vẻ gầy gò yếu ớt, cầm tay trói gà không chặt nên liên tục bị các thanh niên đồng lứa khinh thường cười nhạo. Điều này càng làm cho hắn thêm tự ti. Atula trước giờ không chấp nhận kẻ yếu, người xương cốt mềm như hắn dù có luyện tập như thế nào thì đợi đến lễ trưởng thành cũng khó mà sống sót nổi. Đi vào rừng tìm linh thảo, La Hầu bất ngờ bị một vài thanh niên phục kích đánh đập. Bọn chúng không ngần ngại tặng cho La Hầu một trận hành ngập mồm, còn sỉ nhục vị tỷ tỷ của mình. Tức giận vì điều này, La Hầu đột nhiên bạo phát ra sức mạnh đấm một cú cực kỳ mạnh tặng cho tên cầm đầu bay ra xa. Vì sức mạnh được kích phát trong vô thức nên sau khi dùng xong một chiêu liền biến mất. Kết quả sau đó là bị đám thanh niên dã cho một trận no đòn. May mà Thời Vũ đã kịp thời chạy đến giải vây. Ngồi trò chuyện đến buổi chiều, hắn bất ngờ cảm nhận được sát khí. Biết có người đã đến bộ lạc của mình nên vội vã chạy về. Sau khi về đến thì trời đã tối, ngôi làng giờ đây đã biến thành biển lửa. Người trong làng đều bị giết chết. Vị tỷ tỷ của hắn cũng bị đánh trọng thương nằm bất động dưới đất. Sau khi tỉnh lại, nàng ta liền yêu cầu hắn và Thời Vũ mau rời đi. Kẻ thù ác làm chuyện này là một tên Atula vô cùng khát máu. Tên này không hỏi nguyên do, cứ gặp người là giết. Tù trưởng một mình chiến đấu với gã ta. Trên người vị tù trưởng này đã có vô số thương tích. Ông thi triển sang một kích toàn lực. Chỉ tiếc rằng chiều này lại quá yếu so với đối thủ. Tên kia chỉ cần một đòn đã hạ gục được tù trưởng. Thầy Vũ lao lên định báo thù cho phụ thân nhưng còn chưa kịp làm chuyện gì thì đã bị kẻ địch tặng cho một cú đấm đứt lìa một cánh tay. Vị tỷ tỷ lao ra ngăn cản để câu giờ cho La Hầu bỏ chạy. Nàng ta cũng nhanh chóng bị một chiều giết chết. Toàn bộ người thân đều đã ngã xuống, La Hầu phẫn nộ cùng cực. Cơ thể lại vô thức bỏ phát ra sát khí định làm thịt tiền tráng hán Atula kia. Tiếc rằng ý định này đã không thành công, đã về còn bị gã ta đưa về hang ổ. Thấy hắn định chạy trốn, tên này liền tức giận đập nát đầu hắn. Tưởng là hắn đã xuống đất mẹ rồi, ai ngờ sau khi mở mắt thì lại thấy mình xuất hiện ở một nơi khác. Bên cạnh là một người đàn ông tên là Tịnh Y. Ông ta tự nhận là đến để giúp đỡ hắn. Người bắt cóc hắn đến đây tên là Liêu Kỵ. Trước giờ Liêu Kỵ vẫn luôn thích làm theo ý mình, cả hai người họ đều bị thiên giới trục xuất. Sự kiện này đã xảy ra rất lâu về trước rồi, cho nên họ chính là tiên tổ của Atula. Sự tồn tại của họ chỉ còn là trong truyền thuyết. Liêu Kỵ chạy ra ngoài đổ sát là để tìm người khiêu chiến. Không ngờ rằng La Hầu đã bị gã ta nhìn trúng. Hắn muốn rời khỏi nơi này thì chỉ còn cách là chiến thắng Liêu Kỵ. Điều này đối với hắn là chuyện quá hoang đường rồi. Nhưng Tịnh Y lại cảm thấy năng lực của La Hầu rất có triển vọng. Dáng vẻ yếu ớt bên ngoài chỉ là giả tưởng mà thôi. Lúc mà hắn phẫn nộ sẽ giải phóng ra tiềm năng của chính mình. Từ đó tiến vào cảnh giới vô ngã. Đó là cảnh giới chiến đấu tối cao của Atula. Trước tiên hắn cần mở ra được đấu thần ngũ cảm. Bắt đầu từ trái tim, tim càng mạnh, năm giác quan sẽ càng nhạy bén, ánh mắt có thể giúp hắn lập tức nhìn ra được thực lực của đối thủ. Mũi có thể giúp hắn cảm ứng nhạy bén với khí tức và phương vị của đối thủ. Tai thì tiếp thu tất cả những thanh âm xung quanh, xúc giác sẽ giúp hắn nắm rõ đối thủ. Cho đến khi năm loại giác quan đạt đến đỉnh phong thì sẽ hình thành đấu hồn chi đạo đặc biệt, khi đó hắn sẽ có thể đánh bại được Liêu Kỵ. Nhân lúc Liêu Kỵ đang ngồi tĩnh tọa, La Hầu cầm dao đến định đánh lén phía sau lưng, kết quả là không những không thành mà còn bị giết chết ngược lại. Tuy nhiên, La Hầu lại không hề mất mạng, chỉ cần chết trong chiến đấu thì sẽ được hồi sinh. Chỉ là mỗi lần sống lại thì cơ thể sẽ xuất hiện một vết sẹo làm ấn ký, đau đớn cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Nếu như cơ thể không chịu đựng được nữa thì thực sự sẽ mất mạng. Hắn không muốn chết, cho nên đã liên tục ra bên ngoài khiêu chiến với Liêu Kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể chiến thắng nổi. Cơ thể có thêm rất nhiều vết sẹo. Trải qua mỗi lần như vậy, hắn lại có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Năm giác quan tiến bộ nhanh chóng và trở nên cực kỳ nhạy bén, tốc độ cũng gia tăng rất nhiều. Thời gian thấm thoát trôi qua được một năm, cho đến lần cuối cùng, cơ thể hắn đã đến giới hạn chịu đựng. Chỉ cần lần này thất bại thì sẽ thực sự mất mạng. Sau khi bị đập một trận, năm giác quan của hắn đã đạt tới trình độ cao nhất. Cảm giác như xung quanh đều dừng lại. Liêu Kỵ bị nguồn sức mạnh này làm ảnh hưởng.
đây là đấu hồn chi đạo đặc thù của hắn, cũng là lĩnh ngộ cuối cùng của Atula. Nhờ vậy mà gã ta đã bị đánh trọng thương, điều này làm cho gã cực kỳ vui mừng. Đến đây, Lưu Kỵ và Tịnh Y liền biến mất một cách bất ngờ, chỉ để lại cho hắn một phần thưởng cho chiến thắng là hai thanh đao. Hắn cầm hai thanh đao bước ra ngoài. Việc đầu tiên là trở về thôn xem tình hình. Sau khi về đến thì thấy người huynh đệ thời Vũ đang bị ức hiếp, La Hầu không ngần ngại đập cho đám thanh niên thích ức hiếp một trận. Chỉ cần vài đòn đã hạ đau ván bọn họ khiến cả đám ngậm ngùi rút lui. Hai người ngồi cạnh đống lửa tâm sự, bây giờ hắn chỉ còn mỗi một mình thời Vũ là bạn nữa mà thôi. Nhưng mà tình bạn này lại nhanh chóng bị chấm dứt, nguyên nhân là thời Vũ đã nhụt chí, muốn từ bỏ lễ trưởng thành, kết quả là bị đem ra hành hình. Nhìn người bạn thân bị treo lên cao, La Hầu vô cùng đau lòng. Những người khác cũng đồng cảm với hành động của thời Vũ. Cậu ta đã bị mất đi một tay và một chân, trở thành người tàn tật, sao có thể sống qua lễ trưởng thành được. Dù có đến sân thí luyện thì cũng sẽ bị giết chết mà thôi. Trải qua lần mất mát này, hắn quyết định sẽ phát tiết sự phẫn nộ ra ngoài. Hắn đứng dậy, cầm theo hai thanh đao rồi đi tới sân thí luyện. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết sự phẫn nộ của mình. Vừa đến sân thì đã bị vô số thanh niên đồng lứa mỉa mai, sỉ nhục. La Hầu vẫn đứng yên không thèm đáp trả lại, mặc kệ cho bọn chúng đắc ý trước đã. Người chủ trì là một lão già, lão ta cũng có chút thực lực, đã có thể mở ra được đấu thần chỉ nhãn, có thể dùng ánh mắt để nhìn thấu thực lực đấu hồn của Atula. Nhưng sau khi nhìn vào La Hầu thì lại không nhìn thấy bất cứ thông tin gì. Từ điều này liền có thể thấy được thực lực của hắn đã vượt qua cả lão già chủ trì, khiến cho lão cực kỳ đề phòng. Chưa kịp để cho lão phát biểu xong thì La Hầu đã bạo phát sức mạnh. Hành động cắt ngang này làm cho nhiều tên thanh niên dưới sân bức xúc. Hắn không nói một lời nào, liền trực tiếp rút đao chém ra nhiều luồng kình lực khủng khiếp. Sau đó, dùng tốc độ nhanh như chớp lao lên, chém ra vài trăm nhát đao. Toàn bộ quá trình này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tất cả thí sinh tham gia lễ trưởng thành chưa kịp phản ứng thì đã bị chém lìa đầu. Đây đúng nghĩa là một trận đổ sát. Toàn trường đều há mồm ngơ ngác, người có thực lực cao một chút liền cảm nhận được sự đáng sợ của đao khí. Ngay cả những đấu sĩ đang quan chiến cũng không thể nhìn ra được hắn đã chém ra bao nhiêu đao, không khí xung quanh bị đọng lại trong nháy mắt. Đấu sĩ cấp bậc thấp thậm chí không kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. La Hầu lặng yên đứng dưới sân. Hắn làm điều này là vì người bạn thân, cậu ấy bởi vì lễ trưởng thành này mà mất mạng, cho nên hắn muốn dùng máu tươi ở nơi này để tế cho thời Vũ. Đang lúc gay cấn thì tập phim lại hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!